Xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Cùng học tiếng Khmer. Để giúp khán giả dễ theo dõi chương trình, khán giả lưu ý một số điểm chung sau đây. Thứ nhất, bài trước khán giả được làm quen các phụ âm chéo vần gồm có ngô chân co, ngô chân kho, ngô chân cua và ngô chân kho. Thứ hai, bài này khán giả lại được làm quen các phụ âm chéo vần gồm có nho chân cho, nho chân cho, nho chân chua, nho chân chua và nho chân nho. Bây giờ xin mời khán giả cùng học tiếng Khmer qua bài 51. Từ chéo vần của bài này gồm có nho chân cho, nho chân cho, nho chân cho, nho chân cho và nho chân nho. Trước khi vào bài mới, chúng ta cùng ôn lại kiến thức bài tuần trước. Phụ âm chéo vần gồm có ngô chân co, ngô chân kho, ngô chân cô và ngô chân kho. Bây giờ xin mời khán giả cùng học bài mới. Đầu tiên khán giả cùng làm quen với các phụ âm chéo vần và cách đọc. Phụ âm chéo vần thứ nhất, nho chân cho. Chữ viết nho chân cho có hình dạng như trên màn hình của khán giả. Chúng ta đọc là nho chân cho, nho chân cho, nho chân cho. Tiếp theo là phụ âm chéo vần nho chân cho. Phụ âm chéo vần nho chân cho có hình dạng như trên màn hình của khán giả. Chúng ta đọc là nho chân cho, nho chân cho, nho chân cho. Tiếp theo là phụ âm chéo vần nho chân cho. Phụ âm chéo vần nho chân cho có hình dạng như trên màn hình của khán giả. Chúng ta đọc là nho chân cho, nho chân cho, nho chân cho. Tiếp theo là phụ âm chéo vần nho chân cho. Phụ âm chéo vần nho chân cho có hình dạng như trên màn hình của khán giả. Chúng ta đọc là nho chân cho, nho chân cho, nho chân cho. Cuối cùng là phụ âm chéo vần nho chân nho. Phụ âm chéo vần nho chân nho có hình dạng như trên màn hình của khán giả. Chúng ta đọc là nho chân nho, nho chân nho, nho chân nho. Đến đây khán giả đã được giới thiệu và làm quen các phụ âm chéo vần gồm có nho chân cho, nho chân cho, nho chân cho, nho chân cho và cuối cùng là nho chân nho. Tiếp theo là phần viết chữ. Đối với phụ âm nho chân cho có hai nét, khán giả quan sát trên màn hình. Tiếp theo, đối với phụ âm chéo vần nho chân cho có hai nét, khán giả quan sát trên màn hình. Đối với phụ âm chéo vần nho chân cho có hai nét, khán giả quan sát trên màn hình. Đối với phụ âm chéo vần nho chân cho có ba nét, khán giả quan sát trên màn hình. Đối với phụ âm chéo vần nho chân nho
có hai nét khán giả quan sát trên màn hình. Tiếp theo là phần đánh vần, xin mời khán giả theo dõi. Đối với phụ âm chéo vần nho chân cho, từ thứ nhất chúng ta đánh vần là co nho con cho có cho vần tắc chắc cành chắc cành chắc cành chắc. Từ tiếp theo là trò chế nhỏ chanh, trò cha mua cham, chành cham, chành cham, chành cham. Từ tiếp theo là ba nhỏ bành, cha mở cha bành tắc chấp, bành chấp, bành chấp, bành chấp. Từ tiếp theo là ba nhỏ bành, trò chốn cả chọc, bành chọc, bành chọc, bành chọc. Phụ âm chéo vần tiếp theo là co nhỏ cành, trò chen tả chết, cành chết, cành chết, cành chết. Từ tiếp theo là ba nhỏ bành, cho e che, bành che, bành che, bành che. Phụ âm chéo vần tiếp theo là ba nhỏ bành, cho e chia, bành chia, bành chia, bành chia. Từ tiếp theo là co nhỏ cành, cho e chơ, cành chơ, cành chơ, cành chơ. Từ tiếp theo là ba nhỏ bành, trò che cờ che bành tật che, bành che, bành che, bành che. Phụ âm chéo vần tiếp theo là ba nhỏ bành, cho bài chóp bành tật chóp, bành chóp, bành chóp, bành chóp. Từ tiếp theo chúng ta đánh vần là ba nhỏ bành, cho rồi cho, bành cho, bành cho, bành cho. Co nhỏ cành, nho a nhà, cành nha, cành nha, cành nha. Chúng ta vừa học xong phần đánh vần. Sau đây chúng ta cùng đọc và viết một số câu cơ bản. Mình mình tu cành chơ, đa lơ chành chăm thân. Mình mình tu cành chơ, đa lơ chành chăm thân. Mà đai bành chọc bài tê rì cà. Mà đai bành chọc bài tê rì cà. Sa kha bành chọc mô tô bay plow. Sa kha bành chọc mô tô bay plow. Tiếp theo là tìm hiểu nghĩa của từ. Từ thứ nhất, cành chọc có nghĩa là kiến. Chành chăm có nghĩa là chân mài. Bành chấp có nghĩa là kết thúc.
Bành chóc có nghĩa là đúc hay là bón. Cành khát có nghĩa là rau nhúc. Bành khát là nổ máy. Bành chia có nghĩa là chỉ huy hay là điều khiển. Cành chơ có nghĩa là cái thúng. Bành chét có nghĩa là xác nhận hay là khẳng định. Bành chóc có nghĩa là đình lại, dừng lại. Bành cho có nghĩa là dựng đứng. Cành nha có nghĩa là thiếu nữ hay là tháng chính dương lịch trong lịch Khmer. Chúng ta vừa học xong nghĩa của từ. Tiếp theo là phần hội thoại. Phần hội thoại ngày hôm nay có chủ đề là đi chợ. Chúng ta cùng theo dõi đoạn hội thoại sau đây. Lúc trong tiền ở vậy? Nhóm trong tờ tiền sạch chú, nâng sạch cô. Ta lúc trời ca phần màn kỳ lô đấy. Dọc sạch chú, mùi kỳ lô, nâng sạch cô, mùi kỳ lô. Ta mùi kỳ lô đâm lại phần màn. Sạch chú, mùi kỳ lô đâm lại ca sạch phần đông. Sạch cô, mùi kỳ lô đâm lại pi rối phần đông. Xông tinh mùi múc, mùi kỳ lô, ở nhóm ta. Trong nội dung hội thoại, xin khán giả lưu ý các cụm từ sau đây. Tinh. Tinh có nghĩa là mua. Ponman. Ponman có nghĩa là bao nhiêu. Sạch. Sạch có nghĩa là thịt. Để hiểu rõ hơn nội dung cuộc trao đổi, xin mời khán giả tiếp tục theo dõi đoạn hội thoại thêm một lần nữa. Ta lúc trong tình ở vậy? Nhóm trong tờ tình sạch chú, nâng sạch cô. Ta lúc trời ca phần màn kỳ lô đấy. Dọc sạch chú, mùi kỳ lô. Nâng sạch cô, mùi kỳ lô. Ta mùi kỳ lô đâm lại phần mán. Sạch chú, mùi kỳ lô đâm lại ca sạp phần đông. Sạch cố 1 kg đâm lại pi rối phần đông. Xông tinh mùi múc 1 kg ở khu nhóm tớ. Trước khi kết thúc buổi học, xin mời khán giả cùng ôn lại bài mà chúng ta đã học. Chúng ta đã học các phụ âm chéo vần gồm có nhoi chân cho. Nhoi chân cho. Nhoi chân cho. Nhoi chân cho. Và nhoi chân nho. Thưa quý vị khán giả, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin kính chúc quý vị học tốt. Xin kính chào.